Đây là cặp vợ chồng Đặng Nguyễn Thị Bích Ngân, sinh năm 1991, và Nguyễn Phạm Xuân Anh, sinh năm 1986. Hai vợ chồng đã chung sống với nhau từ năm 2019 và có một bé trai dễ thương nay đã được 4 tuổi. Và không biết cơ duyên nào hai người quen nhau ha? Dạ, cơ duyên mà để hai tụi em quen nhau đó là em cho đó là một ngày đẹp trời đi. Thì em lướt Facebook, em đang tìm giống như là lướt Facebook để tìm thợ xăm á anh, để em muốn xăm một cái hình gì đó ý nghĩa với em á. Nên em mà cứ lướt Facebook thì vô tình em thấy cái anh này đăng giới thiệu cho một cái hội LGBT á. À, thì bạn giới thiệu bạn là thợ xăm. Thì các em cũng vô trang Facebook của bạn coi thì thấy bạn có đăng mấy cái hình xăm thì thấy bạn xăm cũng ok. Nhưng mà chắc em nghĩ chắc thợ xăm ok hơn. Vậy là xăm nhưng mà nhìn thợ xăm ok hơn hình xăm. Ủa giờ cuối cùng là lúc đó đi tìm hình xăm hay đi tìm thợ xăm? Thì cả hai đi anh. Xong rồi em mới vô Facebook em nhắn tin, em đặt lịch. Em tới bạn này xăm. Cái lúc mà thì em đặt lịch tới bạn này xong thì em thấy bạn này kiểu hiền lành dễ thương á anh. Kiểu cũng nhút nhát rụt rè á, thì em kiểu như em thích. Xong thì xăm xong lúc đó thì em rủ bạn thôi anh có xăm xong thì anh có bận gì không, nếu mà không bận gì thôi em rủ anh đi nhậu. Trời ơi. Ủa lần đầu tiên bị lần đầu tiên lần đầu, bị gấp lần đầu tiên là vậy luôn hả? Dạ tính xong, em là vậy. Tấn công mạnh mẽ quá vậy. Cái đó là ấn tượng đầu tiên của bạn. Dạ đúng rồi. Khay với anh Khay à, anh còn anh Khay ấn tượng đầu tiên của anh với bạn như thế nào? Tại vì ấn tượng đầu tiên của em thì em cũng không có để ý lắm, tại vì em nghĩ bạn là khách thôi. Nhưng mà bạn tới xăm á, cái bạn tặng cho em một cái hộp bánh, là hộp bánh đó là hộp bánh mà loại bánh em thích nữa. Không biết tại sao bạn lại biết. Khoan từ từ nha. Ủa sao tự nhiên mua ha? Tại vì em nghĩ ví dụ như mà mình không gửi tiền tiếp á, sợ bạn không nhận thì thôi em sẽ mua bánh. Thì em vô tình em mua đại cái món bánh đó thôi, mà không ngờ món bánh này lại bạn thích. Ủa sao ta? Có cái nào tín hiệu vũ trụ là ví dụ như mình đến là mình sẽ mua món đó để tặng không ta? Dạ chắc vậy anh. Chắc vậy. Rồi cái ấn tượng bạn lúc mà lần đầu tiên gặp thì cái sao? Em thấy hơi đặc biệt một chút. Tại vì tặng ngay cái hộp bánh em thích á, em nghĩ là bạn chắc có tìm hiểu mình hay như thế nào đó. Em nghĩ trong đầu thôi, còn bạn như thế nào em không có biết. Thì xăm xong thì bạn ngủ đi nhậu thì em cũng có thấy mến mà nên em không có. em không có lấy tiền. Ủa là sao? Chỉ vì hộp bánh thôi. Mà bữa nhậu là bạn mời nữa, cho nên là nếu mà ra mời cái thôi dành tiền trả qua trả lại thôi, em không lấy tiền để cho bạn mời nhậu. Chỉ vì nhậu rồi xong rồi. Nhưng mà sao tự nhiên mời người ta nhậu lần đầu tiên vậy trời? Tại vì lúc mà em tìm hiểu trên Facebook thì em cảm thấy em biết bạn này đang thất tình. Em thấy bạn này thất tình thì em nghĩ lúc đó em cũng cô đơn mà, thì em thấy bạn cũng dễ thương á, kiểu vậy á. Lúc đó nói chung là bạn nhìn bạn rất là đẹp trai nên em thích. Đi xăm một cái hình thôi mà ta tính hết rồi, xăm một cái hình thôi mà tìm hiểu luôn cả người ta thức tình đó. Người ta chủ động mà. Là thích qua là lúc mà tìm hiểu trên Facebook là đã thích nhẹ nhẹ rồi đúng không? Xong thấy kiểu người ta thức tình cái mình cũng muốn thử trải nghiệm đúng không? Không mà tôi vẫn tức quá, cây em dễ dãi quá cây. Đâu phải kêu cái là đi liền đâu, cái sao em đi liền, em đi liền ngay lúc đó luôn hay sao? Dạ em đi liền luôn, tại em sợ làm giá quá, giá úng mình. Ôi. Nhưng mà ai cua ai? Ai là người mở miệng nói là anh yêu em hoặc là em yêu anh hay là... Không, ai tấn công dồn dập nhất? Thì đó, nó kiểu đó, gì đó. Đó. Dạ, tấn công dồn dập nhất chắc là em á. Thì ngay từ đầu người ta tìm hiểu Facebook rồi đó. Cũng nên nói cho người ta biết. Thì em gặp bạn á, lần đầu tiên thì em dĩ nhiên là em sẽ có cảm tình thì em mới rủ bạn đi chơi. Thì rủ bạn đi chơi thì dĩ nhiên là trong cái cuộc chơi đó thì khi mà em nói chuyện với bạn á thì em mới hiểu là hai đứa rất là có nhiều quan điểm với nhau, rất là giống nhau, suy nghĩ cũng giống nhau nữa, nên là em đặc biệt rất là có cảm tình với bạn. Em cũng không hiểu tại sao mà tình cảm mình nó nhanh như vậy, em cũng không biết. Thì em mà rất là người rất là bộc trực thì em cảm thấy thích cái gì hoặc ghét cái gì thì em sẽ thể hiện. Thì em thích bạn thì em sẽ thể hiện cái điều đó cho bạn thấy luôn. Thì nói chung là cũng nhanh lắm, tầm tuần thôi là em nói là giờ bạn đang cô đơn rồi, thôi mình đến với nhau đi. Dạ đúng rồi. Thì bạn nói là không có được, tại vì bạn chia tay một mối tình rồi đó chị, anh chị, nên là bạn chưa có sẵn sàng bắt đầu một mối tình mới, nên thôi bây giờ tạm thời mình làm bạn nhau trước đi, mình tìm hiểu với nhau. Đó là bạn đã từ chối một lần thứ nhất. Rồi khoan, từ chối lần thứ nhất, quay lại đối tượng bên này.
khi mà một tuần bạn tấn công dồn dập thì lúc đó mình cảm thấy như thế nào? Lúc đó em vừa mới thất tình xong cỡ một tháng á, thì bạn này tấn công dồn dập, thay vì bạn từ từ thì em cũng sẽ đón nhận, nhưng mà bạn tấn công nhanh quá, nhanh quá em cũng sợ cái cuộc tình ấy chóng vánh, không biết là bạn cảm xúc nhất thời hay là như thế nào, nên em cũng không dám chấp nhận liền. Lần thứ nhất bị từ chối, ok, chúng ta đến với lần thứ hai nào cả nhà. Dạ, lần thứ hai là nói chung là do cái thời gian đó là em ở rất xa, em ở quận 12 mà bạn quận 4 lận, thì em vừa đi làm nữa nên là cái khoảng thời gian hai người gặp nhau rất là ít. Thì hôm đó em giống như là có đồ ăn nè, hoặc là em đi siêu thị, em biết em mua cái này kia để cho bạn á, thì em sẽ bút ship qua cho bạn, nhưng mà em không nói tên em là ai. Cậu đó cái sao ta, cái nhận hả? Cái nhận không? Em nhận không? Shipper gọi cho em một, đưa em một cái thùng như nè, đóng kín mít. Em đâu biết cái gì mà không có nói tên người gửi, mà không biết ai gửi, cũng đâu có ai gọi điện thoại cho em trước đâu. Giờ nguyên cái thùng em lỡ là cái hạn gì sao em không dám nhận. Em bắt shipper là phải gọi lại với người đó là xác cho em xác nhận là ai, là cái gì trong này em mới dám nhận, không thôi anh chở đi về thì em không có nhận. Rồi cuối cùng là em mới nhận hay không nhận? Dạ không, phải gọi cho bạn gọi cho em. Shipper gọi: alo chị ơi, chị gửi hàng gì cho người ta mà tao không nhận vậy? À lúc đó mới biết. Dạ, dạ đúng rồi. Rồi em đó, em gửi bánh sữa bình thường, anh nói với bạn đi, em tên Ngân á, chắc là bạn lấy đó. Thì anh shipper nó mới nói tên thì bạn này mới nhận. Mà kiểu muốn tạo bất ngờ á. Dạ đúng rồi. Đóng cái thùng kỹ rồi là kỹ. Xong rồi đưa mẫu nói ai á, ai dám nhận thiệt. Ờ rồi lúc đó sao Ngân? Có nhắn tin gì đó thì cũng nhắn tin qua lại hỏi thăm hôm nay anh sẽ làm công việc gì, anh sao đó, hôm nay anh có khách không, hay giờ em sẽ nhắn tin chủ động, em sẽ là người chủ động hỏi thăm anh trước thì ảnh mới trả lời vậy đó. Xong hoặc là khi nào mà em rảnh á thì ảnh rảnh thì hai đứa hẹn nhau đi nhậu tiếp. À có nghĩa là chỉ có nhậu thôi đúng không? Không có ăn chè, không đi coi phim, không có. Dạ không, không đi coi phim luôn. Không luôn, không đi ăn chè, không ăn giao ô. Người ta nói tủ vào lời ra đó. Đúng rồi chị, chính xác. Mà có xỉn không đã? Có chứ, cũng có xỉn đó chị. Mà thường hay tụi em đi với bạn không à. Tụi em không có bao giờ đi riêng với nhau á. Ví dụ em đi em sẽ dắt bạn em theo. Lỡ em có xỉn đó bạn em chở em về, trụ em cũng phải có giá một chút chứ. Đúng hợp lý mà. Bạn này cũng vậy. Bạn đi nhậu bạn giận bạn và bạn gái. Em tưởng bồ bạn không à. Em hết hồn. Xong hồi cái ảnh nói chuyện hồi nói à thì ra là bạn thôi à. Ổng đi nhậu là ổng dắt thêm một bạn gái. Là để bạn gái đó xỉn là chở mình về luôn, kiểu vậy luôn hả? Dạ không, nó xỉn hơn em. Lần thứ hai tỏ tình xong rồi lúc đó là có cây có nói gì với em không, hay là từ chối thêm lần nữa? Dạ lần tỏ tình nữa thì cũng bị từ chối nữa anh. Nói chung là cái khoảng thời gian nó cũng 3 tháng rồi. Là em cũng mệt rồi đó. Nhưng mà em biết bạn này cũng có tình cảm với em rồi đó. Không á thì một cái em cũng nói với bạn á là thôi em thấy là em với anh có nhiều điểm rất là hợp nhau, rất là có cùng chí hướng tương lai nữa, thôi mình đến với nhau đi, cho nhau cơ hội để tìm hiểu. Thì bạn này cứ để anh suy nghĩ, tại vì anh chưa sẵn sàng. Ảnh cứ vậy đó. Sao em tức quá mà em nói là thôi nếu mà ảnh nói vậy thôi em đi lấy chồng Đài Loan cho rồi. Nhưng mà có thật sự là có lấy chồng Đài Loan không? Không, em chỉ hù thôi chị. À, là hù đó ha. Là hù ha. Mà hù dạ. Cảm giác sao anh? Hù mà em sợ thiệt. Sợ thiệt. Tại em dễ tin lắm, nói là em tin nè. Ai nói gì em cũng tin á. Em sợ thiệt, em nhà em suy nghĩ hình như 1-2 ngày, 2-3 ngày gì đó em nhắn tin. Em nói là thôi mình quen nhau. Kiểu như bị dí đó. Sao quen hình như cỡ 1-2 tháng vậy em mới hỏi. Em hỏi là hồi đó, ủa em muốn lấy chồng Đài Loan thiệt hả? Nói không. Tự nhiên lấy chồng Đài Loan, ta đang mê gái kêu lấy chồng Đài Loan. Rồi cuối cùng sao? Rồi cuối cùng đi không biết vậy rồi em có bực không? Sao bà gạt tôi? Sao bà lừa tôi? Sao bà dối lừa tôi không? Nhưng người ta đã thương rồi, người ta còn mừng, người ta còn cảm ơn đúng không anh? Dạ. Mình phải cảm ơn vì lúc đó là người này đã thử thách mình đến cái cuối con đường luôn, là bây giờ anh không thương tôi đi lấy chồng khác. Nếu mà không dồn vô khúc đó làm sao mà người ta tự tỏ tình? Phải dồn vô vậy em mới biết tình cảm của em. Lúc đó là em có thương rồi mà tại vì nhát quá không dám ngỏ lời. Tôi thấy cây giống tôi đó nha. Kỷ niệm nào đáng nhớ nhất trong khoảng thời gian hai người quen nhau? Cái kỷ niệm mà khoảng thời gian đầu tiên quen nhau á là được năm anh ha, là tụi em đi chơi. Đi Đà Lạt chơi mà đi trong tháng 8 mùa mưa. Thì lên Đà Lạt là ở trong khách sạn không? Không, anh bắt em mặc áo khoác áo mưa đi chơi.
Ông ở khách sạn em ơi, mình đi chơi mà ở khách sạn làm gì? Mà rủ đi chơi toàn canh mùa mưa rủ mà không hiểu luôn á. Đà Lạt một lần xong tới Vũng Tàu một lần cũng y chang vậy luôn, toàn mùa mưa. Em ơi xuống biển tắm mưa đi, tắm mưa nó không lạnh. Vậy không á. Tới sinh nhật của em, thì sinh nhật của em á là cái ảnh kêu là hôm nay em ghé nhà anh nghe, anh có đi chơi dẫn em đi đâu đi chơi đó. Thì em nghĩ sinh nhật anh đi chơi, xong em mở cửa phòng ra thấy trời ơi, ổng đốt nến đầy căn phòng trơn luôn. Trời ơi, lúc đó em hoảng hồn, em sợ cháy nhà. Ủa người ta đang chiêu mà, người ta đang lãng mạn romantic gần chết, tự nhiên sợ cháy nhà, trời đất ơi, hơi sảng đi. Hình như hai chồng em có cái gu lãng mạn hay sao, em cũng vậy á. Vô trời, trời anh làm gì vậy? Anh tính trời gì đâu mà đốt nến tùm lum hồi trái phòng của nhà em không biết đâu á. Trời ơi, đốt nến nhiều lắm luôn anh, xong để cái bánh kem chính giữa. Thì ra là bạn này muốn tạo bất ngờ cho mình mà làm em bị sợ. Cái đó là chưa có mắc cười, chưa có lãng xẹt lắm đâu nha. Thêm một cái bánh kem, em mua cái bánh kem nhỏ thôi, tại vì bạn này thực tế lắm, mua cái bự quá ăn không hết, để nó mấy ngày sao cũng vậy à, nên em mua nhỏ vừa đủ ăn. Thì cái bánh nó có ghi chữ tiramisu. Bánh kem tiramisu á. Thì bạn nói, bạn cầm bánh kem lên nó, ủa sinh nhật em mà tiramisu là nhỏ nào. Xong khỏi sinh nhật, khỏi bánh rồi cái ăn cũng được chứ bộ. Mình là Kay nha. Tôi là nhỏ nha. Rồi tưởng tượng cái lúc đốt nến nè. Đốt nến đi, đốt nến chuẩn bị sinh nhật kìa. Lúc đó trong đầu nghĩ gì nè, đọc mạch nè. Vui nè. Vô bất ngờ rồi. Rồi sao? Rồi gõ cửa có cốc cốc nè. Mở ra. Cái nhà nó lên đôi mẹ đốt nến dữ vậy anh. Trời. Sao vậy anh? Trời. Lại thổi nè. Hết rồi nghỉ luôn. Rồi không sao. Rồi giờ mình vui lại nè. Okay. Thôi mọi chuyện bỏ qua. Chúc mừng sinh nhật em. Trời em đâu biết đâu vậy. Sinh nhật em á. Dạ. Cắt bánh đi em. Dạ. Tiramisu là con nào? Cũng là sinh nhật em mà anh. Anh ơi anh sao vậy? Ê cọc nha. Vừa cọc mà vừa bực cái vừa quải á. Quạo á. Ê bởi gu em mặn lắm, bởi ông này mới thích. Mặn nó mới không thích. Em rõ ràng em nhìn thấy là ở anh Khai ít nói. Đúng bạn Hương thì bạn nói nhiều hơn. Xong rồi hai người đến nhau rồi ha, rồi bây giờ về ra mắt gia đình thì hai bên gia đình như thế nào? Gia đình em thì dễ bạn qua thì bình thường thoải mái. Má hay giới thiệu dâu của tôi nè, dâu của tôi. Còn về phía gia đình bạn thì bạn đã có một mối tình giống như vậy rồi, cho nên em đến thì gia đình cũng có chấp nhận. Nghĩa là cả hai bên gia đình đều rất là thoải mái, rất là ok. Dạ đúng rồi. Em ngạc nhiên nhất là gia đình của em á, tại vì ba mẹ em kiểu là người lớn ở dưới quê, nó biết anh chị hiểu không, nên là người ta sẽ có một cái phong kiến nhất định. Thì lúc mà em nghĩ là em cứ dắt bạn này về đại thôi, thì chắc là ba mẹ em nhìn thấy rồi, nhưng mà thật sự khi về á thì ba em thấy được bạn này rất là hiền, rất là kiểu rất là người rất là thật tâm á. Nên là ba mẹ em rất là có cảm tình. Bạn là người đầu tiên mà em thấy ba em mở miệng nói chuyện hỏi thăm bạn á. Nên em cảm thấy là em cũng thật sự rất là may mắn mà khi mà gia đình em mà hiểu cho em á, quan tâm, nói chung là chúc phúc cho tụi em rất là nhiều. Rồi đến lúc nào đó thì sẽ là cầu hôn. Bao lâu? Thì hiện tại tới giờ tụi em chưa có ý định là sẽ đám cưới anh, chưa có cầu hôn hay là đám cưới gì hết á. Rồi nhưng mà tại sao không có định ở lúc Cà Mau á? Có là một lần rồi, đúng rồi, ở ảnh có cầu không, cái đó là cầu hôn em ở chương trình thôi. Có một chương trình là có cầu hôn rồi. Hỏi cầu hôn á. Đó là có cầu hôn rồi. Có cầu hôn em. Quay cách đây 4 năm, hôm nay là đúng kỷ niệm 4 năm em quay chương trình luôn. Đúng ngày luôn. Đúng ngày luôn. Ủa sao chương trình mời hay vậy ta? Anh nghĩ gì anh cầu hôn bạn ở trong chương trình? Dạ cái đó là quen bạn cũng cỡ một năm mấy á. Thì em thấy bạn, tình cảm của bạn rất là thật. Em cảm nhận được rất là nhiều luôn. Cho nên lúc đó với lại bạn chạy tới chạy lui từ quận 12 tới quận 4, bạn làm ở quận 12 á, bạn chạy tới chạy lui chơi quận 4, em thì thụ động có một chỗ. Em thụ động em có một ít chỗ. Khi nào em chạy lên lắm, tại em làm 3-4 công việc, lúc đó em làm 3-4 công việc nên em không có chạy lên nhiều. Nên em sẵn em nhờ chương trình á để em cầu hôn bạn, cho em mời bạn về nhà em ở. Mời bạn về nhà em ở.
Là nghĩa là trước đó là chưa ở chung, cứ đi về thôi. Dạ. Xong rồi sau chương trình là cầu hôn, chỉ là không đám cưới thôi. À. Ừ. Nhưng mà riêng anh nha, Ngân thì Ngân cũng muốn được mặc áo cưới, được đám cưới. Còn anh thì sao? Thì Cây cũng muốn cho bạn một cái đám cưới đàng hoàng giống như mọi người vậy đó. Thì hỏi bạn là cách đây mấy năm mà hỏi hoài, khi nào bạn sẵn sàng thì làm thôi. Ồ, như là mình năm nào mình cũng hỏi vậy đó, khi nào sẵn sàng thì mình làm. Nếu như bạn chỉ đợi em thôi. Ồ. Còn em thì nghĩ cho gia đình nhiều hơn xíu. Dạ. Cái đó cũng đúng, nó đúng mà. Yêu nhau màu hồng, tỏ tình với nhau của màu hồng, về sống chung với nhau bắt đầu phát hiện ra những cái kỳ lắm đúng không? Nói chung là bạn này, con người bạn này rất là thật, nên là cái gì là bạn thể hiện trước mặt mình hết. Nên là khi về ở chung em cũng bỡ ngỡ, em chỉ không thích cái tật lề mề của bạn thôi. Rất là khó chịu, mỗi lần mà em nói, mỗi lần mà chở em đi ăn sáng thôi là phải đi tắm rửa, xong thay đồ, xong rồi chải keo, vuốt tóc, đâu tậm tiếng đó, xong mới chở em đi ăn sáng, nên em rất là ghét. Bên lần đi... nào cũng cãi lộn đó. Sao không có cái đó đi ra cho đẹp nha. Mà đi ra đẹp. Bên nhà không vậy, vậy bên nè. Luôn. Vậy nè, giữa một cái người không quan tâm về thân thể, mùi cơ thể, không quan tâm gì về bề ngoài hết, và một cái người rất quan tâm về bề ngoài. Đúng rồi, đi ra để đẹp mặt em nữa mà. Không, phan anh chưa hết đâu nha. Xong á, em chuẩn bị thay đồ xong em đợi một xíu đi để anh đi dắt con chó đi toilet cái. Thì bây giờ tôi hỏi nè, cái con chó đó ai đòi nuôi vậy? Ai chậu em đòi nuôi. Thì đúng rồi. Ê, thì đó, nó đó. Cũng có nhu cầu mà. Nó cũng có nhu cầu mà. Thì đó, đúng rồi, phải lo cho nó xong rồi mình mới đi. Dạ, không có xấu đói, bạn thì xấu đói. Không đói lên là quạo. Kìa, im lặng, xấu đói sao cưng? Dạ, cọc quạo, nhăn nhó là nhăn nhó. Nhánh lên hối giống như lúc lúc mà em mà gấp lên một cái, tại em mà gấp là em quên tùm lum hết trơn á. Quên đem bóp tiền, đi ra ăn sáng quên đem bóp tiền mà, xong kêu em ngồi đi, anh đi về lấy tiền. Không, vậy nè, hỏi quá. Đây, tôi cái tiếp tôi chỉ bà nghe. Cái tiếp sau những lần mà mình nghĩ là biết sao không, trên đời này không ai hoàn hảo hết nha. Cái này tiếp ok, chuẩn bị thấy bắt đầu đói ăn ha. Xấu để ăn xấu rồi. Đói phải không? Không, đợi. Bây giờ thường là bắt đầu đói mới kêu phải không? Không, giờ trước 2 tiếng kêu đi. Trước 2 tiếng. Thôi hợp lý không? Vậy đi. Trước 2 tiếng ăn. Đúng rồi. 2 tiếng sau chúng ta sẽ đi ăn, bây giờ anh làm gì anh làm đi. Được. Ha. Sửa soạn đi, ok. Đó, đó giờ vậy. Vậy đó. Tính giờ liền là ok hết. Đó, nó nằm trong cái tầm sắp xếp của mình mà mình không bị cọc khi mình đói nữa. Thiệt. Tôi cọc lắm thiệt. Khó chịu lắm chị. Vừa đói mà hồi thành hết đói luôn. Là thấy cọc rồi đã qua cử á. Ủa xí nha, giữa hai người thì ai là người muốn có con đầu tiên? Hai chồng em cùng quyết định nhau luôn. Ừ. Dạ, tụi em có một cái dự định là trong năm đó tụi em sẽ lên kế hoạch sinh con thế nào bắt đầu luôn. Tại vì ở cái khoảng độ tuổi lúc mà em 29 tuổi thì cái khoảng tuổi đó là có con thì sẽ đẹp nhất. Là mình có đủ sức khỏe để mình mang thai. Chứ để mà dài quá thì ba mấy tuổi thì em sợ là mình sức khỏe mình sẽ yếu á. Nên là tụi em sẽ có những cái dự tính trước luôn, nên là tụi em đồng thuận là sẽ có con, và dĩ nhiên là cũng sẽ có sự đồng ý của gia đình em rồi. Của hai bên gia đình đều ủng hộ rất là nhiều. Nói chung là mẹ em rất là, năm nào mà lần nào tụi em về mẹ cũng nói đó, trời ơi có con đi, hai đứa phải có con đi. Cháu á, mày thương cháu cỡ nào nó cũng lo cho ba mẹ, chứ đâu thể nào mà lo cho mày được. Chứ không mốt về già hai tụi bay như con, hai con khỉ già ngồi nhìn nhau thì ghê. Hai con khỉ già. Mẹ em nói vậy đó. Rồi cái quá trình để đi kiếm con thì như thế nào? Dạ. Nó khó khăn dữ không cực? Dạ thì cái quá trình mà tụi em tìm con á thì em nghĩ rất là khó, nhưng mà thật sự là giống như đó, nhưng mà cuộc đời của em khi mà gặp anh này nó rất là may mắn, là suôn sẻ luôn á. Dạ, ở cái bước đầu tiên thì tụi em đậu luôn. Em cũng bất ngờ lắm. Mà lúc đầu còn chưa biết, còn đi tắm suối nữa. Lúc đó là có rồi á, đậu rồi đó, không biết, tại thử que á. Thử que không thấy hiện lên vạch nào hết trơn á. Chỉ hiện một vạch thôi. Nên là tụi em cứ thoải mái đi chơi, đi tắm suối rồi hai đứa nằm chung võng té ghế lum la hết trơn á. Không biết. Nó không biết, sao biết rồi cái bắt đầu mà bạn này ngán ngang luôn. Đang bình thường tự nhiên biết cái tự nhiên bạn ngán liền.
À là đang đi chơi bình đang sống bình thường cái tự nhiên cái biết có bầu cái bầu tự nhiên là trời áp lực tự ngán luôn. Tự ngán rồi. Mắt ói quá sao tự nhiên mắt ói khó chịu người. Dạ, bác sĩ dặn là tầm 1 tháng thì thử á chị, thì kết quả nó lên, nó xét nghiệm máu thử thì coi có kết quả hay không. Thì trong tháng đó em cứ nghĩ là chắc là không đâu. Em không nghĩ có đâu, hồi đâu mình đậu. Đó thì em cứ đi chơi thoải mái, em đi này đi kia đi nọ, đi suối thì leo ghế leo võng thì từ lưa hết trơn lúc em té. Xong rồi cái đó cũng vô tình thôi, thì lúc đó nhà đang sửa thì cái em mới cầm lên, em mới nói thôi còn có con que thử thai thôi đi thử luôn cho hết. Tại vì mua nhiều cũng chỉ còn que cuối cùng mà, nên thôi em nói còn que thôi đi vô nhà tắm thử cho hết. Trời ơi, xong thử cái lên 2 vạch là em rung rồi đó. Em rung mà ra em đi toilet ra mà em cầm đồ rớt hết trơn luôn. Mừng lắm tại vì cái ước muốn của mình nó đã thành sự thật rồi. Cái lúc khi mà mang thai với lại sau khi sanh á là có thay đổi tính là hơi cọc hơn rất là nhiều, cứ giống như gấp mấy lần luôn á. Cọc hơn một chút, em đi dắp cái đồ chơi thôi cũng bị chửi. Dắp đúng là chắc dắp cái đó em mà lúc có bầu em cũng không hiểu sao. Không phải mình em đâu, Ngân có nhiều người mắc cười lắm. Thấy chồng muốn đá vô đầu chồng cá chửi. Trời đất ơi, bạn tôi nó trét cái nỗi gì nè, nó không thể nói với chồng nó cho nên nó buộc phải tâm sự với tôi. Mà tôi nói chết rồi, vậy là bị trét lúc mang thai rồi. Tại vì nó nhìn chồng nó chỉ muốn đá chồng nó thôi. Em nhà em khó chịu lắm, em cũng cọc cằn với bạn này luôn, nhưng mà thật sự bạn này rất là giỏi chịu đựng em luôn. Bạn chịu đựng hết tất cả những gì mà em làm á. Em rất là hằng học khó chịu lắm, bạn làm gì em cũng khó chịu, làm chậm em cũng khó chịu nữa. Ủa, anh sao khi mà anh thấy mà vợ của mình khó hay chịu mà thì em biết cái đó là do mang thai mà, nên là bình thường thôi. Chỉ có sau khi sanh 1 năm 2 năm sau, bắt đầu năm thứ 3 mới rồi mới cọc. Cái cọc lại hả? Dạ. Cây cọc lại. Dạ, thành cái thói quen á, em sợ bạn giống như là có khi nào bạn này thành thói quen không, hỏi chút cái la mình, hỏi chút cái la mình. Cái em cọc lại, nhưng lúc em mệt á, em cọc em nạt lại xong có một lần là gây lộn rất là nhiều. Thì vấn đề đó xong rồi bạn nói bạn nhận ra là bạn cũng hơi lố rồi. Nên thôi để em sửa, em kìm lại. Thì bạn đã có kìm lại rồi. Cọc lại, thấy chưa? Lúc đó phải cho người ta dùng lên chứ cái gì đâu mình đè ép hoài. Rồi soi đâu mà nén riết liếc rồi cũng phải bung chứ. Ai nói gì đâu tự nhiên xôn. Nghe nó thấy bắt cọc rồi. Cọc, ok, ủng hộ, cọc hoài nha. Cái quá trình đó là đã cọc rồi, rồi chuẩn bị tới quá trình đi đẻ thì như thế nào? Đi sinh ấy. Dạ, quá trình mà đi sinh đó chị cũng gian nan lắm. Em lúc đó em đau bụng chuẩn bị sinh lúc 3 giờ sáng á. Em nhớ lúc 3 giờ sáng thì em đi vô bệnh viện. Thì bảo vệ là ngăn không có cho anh này vô. Chỉ có một mình em được vô. Tại vì lúc đó tâm điểm dịch đúng không? Dạ đúng rồi, chỉ một mình em được vô thì cái bụng vừa đau mà phải vừa nê cái bụng bự á, đi làm giấy tờ này kia chị. Bạn này rất là xót. Mà hên á, thời điểm đó là người ta cũng cho một người chăm một người á, thì em sẽ nên em mới đăng ký cái dịch vụ là sanh gia đình á chị. Thì lúc sanh thì bạn này sẽ được vô xem luôn. Về cái cảm giác lúc đó mà hai người nhìn thấy cái đứa con của mình đúng rồi, lần đầu như thế nào sao? Cái lúc mà vợ em đi lên trên á để mà chờ sanh á, thì người ta sẽ cho em ra cái phòng chờ sanh rất là đông. Cái phòng đó em tưởng là không được lên chung với vợ lúc mà vợ sanh. Thì em ngồi đó làm là em không biết như thế nào, là muốn khóc rồi. Em cầm cái vali lúc mà có cỡ 2 tiếng à, 2 tiếng là vợ em sanh. Trong vòng từ 2 giờ mấy tới 3 giờ, 4 giờ là vợ em kêu sanh, là em chạy lên. Lúc đó em xách những cái vali bự lắm, mà em lôi vali giống như nhẹ như bông vậy. Em chạy từ ở dưới đất em chạy lên, em liền cái vali đùng tại cái đường nó nhỏ vậy nè. Em bán cái vali vô trong cái chất tường đùng, em chạy vô, em nghe tiếng vợ em la thất thanh luôn, phóng vô trong phòng. Trời ơi, bác sĩ nói có thể quay được, nhưng mà em không đâu còn tâm trí nào nữa em quay đâu, em có lo bạn này không à. Lúc em bé ra trời mừng quá cho mừng luôn, tại em bé ra nè đầy đủ tay chân này kia nọ là mừng dữ lắm luôn. Xong sau đó 3 năm sau em cũng mới bắt đầu yên tâm một chút. Sau khi 3 tuổi yên tâm hơn, có quyền cọc lại. Lúc đó yên tâm rồi, là ngon rồi đó. Giờ đây của tôi rồi nha. Đó, bây giờ này muốn gì tôi cọc lại luôn đó. Đúng không? Dạ. Bây giờ mình có quyền chứ. Đó. Tới ngày hôm nay là được bao nhiêu năm ta? 5 năm hả? 4 dạ, năm. Dạ, 7 năm ạ. 7 năm luôn rồi. Dạ. Đây,
Đúng đúng tháng 11 này là sinh nhật con, là mình 7 năm luôn á. Dạ. Con em sinh vào đúng cái ngày mà tụi em kìa là tụi em gặp nhau luôn á. Ồ. Ngày đầu tiên tụi em gặp nhau á. Ôi sao hay ta. Dạ. Ê vậy nha. Dạ. Có sự trùng hợp. Ừ ta. Không mà Ngân có biết trong cái thời gian đó Ngân gặp á, Ngân có biết không? Dạ em cũng biết anh. Em biết là em bị trầm cảm luôn á. Em nhớ lúc đó, cứ đúng 5 giờ chiều. Em nhớ mỗi vậy, cứ đúng 5 giờ chiều là bắt đầu em ngồi em buồn rồi đó. Em buồn, ngồi em suy nghĩ thẫn thờ, em ngồi em khóc rồi đó. Em không hiểu tại sao nữa. Chồng em rất là chiều em, lúc nào cũng lo lắng cho em, con cái ảnh cũng lo rồi. Giống như em không có cần phải tắm con hay là thay tả cho con, ảnh lo hết. Mà cứ vậy đó, em cứ suy nghĩ, em cũng biết làm sao em bị vậy nữa. Thường người ta phải lo cho con nhiều á, người ta phải thức đêm thức hôm này kia người ta mới bị trầm cảm, mà em cũng sung sướng lắm mà sao em cũng bị trầm cảm. Nhưng mà lúc đó em nghĩ gì trong đầu mà em không hiểu luôn. Em cứ cố thoát ra rồi chị, nhưng mà em không làm được. Cứ đúng 5 giờ chiều, em nhớ cứ đúng đồng hồ, em nhìn đúng 5 giờ chiều là em cứ ngồi thẫn thờ, em buồn, em khóc mình. Mà xí cái đó đó, những cái lúc nó như vậy á, em có tâm sự Cây, em nói Cây ơi, em đang gặp cái tình trạng vậy không? Có, em có nói á, thì Cây nó thôi em cố gắng đi, em cố gắng đi, em thoát ra đó đi, em còn con, còn anh, còn gia đình nữa, em phải cố gắng. Cái trầm cảm đó là tự bản thân mình phải thoát ra thôi, không ai giúp mình được nữa. Có nghĩa là tâm không sự. Không áp lực về tiền bạc, dạ, đúng không rồi. Áp lực gì về con cái. Nhưng vẫn ngồi đó 5 giờ chiều và suy nghĩ cái gì đó. Thì đó, em có áp lực về cơ thể em hay là gì không? Chắc có một phần em cũng rất là tự ti cơ thể. Trước đó là em ốm lắm chị. Em ốm, em rất là kiểu là năng động, rất là cá tính luôn. Xong đùng một phát em lên 20kg. Sau sanh em nghĩ người ta thường đó, mấy bà mẹ sẽ trở về số ký cũ. Không, em đi chen vậy luôn. Tới giờ luôn. Tới giờ luôn. Dạ. Xong tới giờ luôn, em cũng đi tập thể dục anh, em cũng đi tập yoga này kia kia nọ. Mà em tập yoga xong em mập thêm. Ủa? Dạ em ăn uống đủ em mập thêm. Dạ. Cứ như vậy á. Mà buồn lắm chị. Khách tới xăm á, xong rồi hỏi em, ủa anh nên quen chị mới hả? Tưởng không có buồn mới, không có nhìn ra em luôn á. Tại vì cái hình tượng của em lúc trước rất là khác á chị. Giờ như y chang một bà mẹ thật sự luôn á. Cái người ta nhìn em đâu ra đâu. Tưởng không có buồn mới không á. Tới bây giờ nè, có tới bây giờ, tới ngày hôm nay là mình có được cái niềm vui là đã có con luôn rồi. Cái hạnh phúc nó nhân đôi rồi. Hai đứa có điều gì mà hai đứa chưa nói với nhau không? Nhân dịp cái chương trình này thì em cũng muốn nói với anh là anh hãy nói với em là cái đời này không có gì mãi mãi. Nhưng mà anh đã chứng minh cho em thấy là tình yêu của chúng mình là mãi mãi. So sweet, sweet luôn. Dạ. Trời, gọn quá ha. Gọn quá, nhiều cảm xúc quá nè. Anh có gì muốn nói với em không? Thì em biết là anh không có văn chương. Giống như là cái khoảng thời gian thanh xuân của em á, thì anh không có mặt thiệt. Nhưng mà anh hy vọng từ bây giờ trở đi á, thì anh sẽ là quãng đường còn lại của em. Và cảm ơn em đã đến bên anh. Ok đúng không? Quay nha.
Xin chào mừng quý vị khán giả đến với chương trình Come Out. Và sau đây xin mời quý vị chào đón khách mời của ngày hôm nay. Dễ thương quá vậy. May đầm rồi may đồ nghe gắt vậy ta.
nhờ khi một đứa bé nó thấy cái cảnh tượng của mẹ nó đốt thì con trai là những cái món nó rất là thích, thì em cảm nhận cái cảnh đó như thế nào? Em cũng chắc là em cứ nghĩ là chắc lớn rồi mấy bộ đồ đó nhỏ quá nên là mẹ đốt đi thôi chứ không có gì hết. Tại cũng nhỏ mà. Còn em nếu như khi đốt xong thì không có đồ mà mặc thì tất nhiên mẹ may váy đúng không? Mẹ là may mà, thì mẹ may váy mẹ có bắt em mặc không? Dạ có, tại lúc đó cháu có được quyền mà lựa chọn như là em có lấy cái đồ, lấy những hình ảnh mà em mặc váy đưa cho bạn gái bây giờ có không? Có chụp lại không? Có, hồi nhỏ là chụp lại, mẹ em chụp lại. Không, thật ra anh nhìn Hải Đăng và anh cảm giác là Hải Đăng đã từng là một cô bé rất xinh luôn. Nhìn đẹp có nét á. Là con trai rồi thì cũng đẹp trai đương nhiên, mà anh nghĩ là cái nét đẹp khi chợ khi quay lại là một cái rất là xinh. Chắc em đầu thai cũng xinh. Rồi cho anh hỏi là đến khi nào mà em không, em nhận ra là mình không mặc đồ con trai được nữa thì em có được phản kháng lại cái việc đó không? Không. Không luôn. Kiểu như lúc đó em còn đau nên là nghe theo lời bố mẹ nhiều lắm, em cũng chấp. Thật ra cái việc em đã phản kháng không, nó không hẳn là vùng vằng hay là chống lại, nhưng mà em có một cái thông điệp để nó đến gia đình là đơn giản chỉ là con thích những cái bộ đồ đó, không muốn mặc nó. À, ví dụ như vậy. Khó chịu giống như của em rất là bình thường, hoàn toàn bình thường. Nhưng mà khi em mặc váy em thoải mái không? Nhìn chắc gì là không có thoải mái rồi, không mà. Nhìn nó cứ gì gì sao em có thấy nó trống trống ở dưới, em có thấy nó bị mát mát quá đó. Là không còn mấy cái váy mà vậy, giống như là váy mà lưới dạng lưới mùng á, dạng lưới mùng rồi đó. Không, cái mà dạng mà búp bê á, là thường hồi xưa là ông Biên ông lấy cái đó, ông làm dạng chiếc cá đó anh. Xe luôn dạng chiếc cá. Ờ, cho anh hỏi khi em đi ra khỏi cái môi trường là gia đình của mình với toàn những người yêu thương mình, em bước ra môi trường học được với rất nhiều những cá tính khác nhau, thì có khi nào em phải đối chọi với rất nhiều những bạn kỳ thị mình? Cũng có, một khoảng thời gian là năm lớp 7, 8 gì đó. Kiểu như mọi người vẫn chưa biết đó, nên là chỉ có một vài bạn mà em chơi chung mới biết là em thích bạn này, em thích bạn kia. Cái thì nó cứ ghẹo mà kiểu như lúc đó cũng bình thường thôi. Em cũng nghĩ là lúc đó chưa phải là cái tình cảm mà nó là chỉ tình yêu lớp 7, 8 kiểu như tuổi xin tim thích thôi, lúc đó là chị mới chớm được rồi. Chớm rồi em có thể hiện luôn cái sự nam tính của mình ở trong trường. Và anh nhớ nhé, lúc anh đi học có những cái bạn nữ nhưng không mặc áo dài hay là không mặc đồng phục nữ, nhưng họ luôn là phục nam và để tóc ngắn từ khi còn rất là nhỏ, cấp 2, cấp 3. Năm bao nhiêu tuổi em mới thích tóc? Năm lớp 9, cuối năm lớp 9. Cho bạn là kiểu mưa in cái ngày đó. Và cái tại sao em lại quyết định cái cắt tóc trong này? Tại vì lúc sau là tổng kết là em muốn tạo cái sự bất ngờ đối với cái cô chủ nhiệm, với lại một cô giáo mà ghét đi em, xong cái cô đó ngồi bên chót và cô đó chỉ lên bạn nhất là nhìn bé đó thì nó con gái thì sao nó mềm như vậy, quăng xong cắt tóc cái vợ cô sốc. Chứng minh cho mọi người biết là mình là chuyên gia. Cái đó gọi là come out cực mạnh. Come out da mạnh á. Rồi cho anh hỏi là khi mà em thể hiện với lại cô chủ nhiệm và cô gắt thi rồi, nhưng mà bố mẹ em là sẽ là những người đầu tiên nhìn thấy đầu không? Dạ không, bố mẹ em là người cuối cùng thấy cái đầu không. Và cái kết quả nó bố như thế nào? Bố mẹ tóc xoay em không về nhà hả? Dạ không, em không về nhà. Tại vì bữa đó là, em nhớ là bữa liên hoan chứ lại trời mưa nên tụi em chơi vậy. Chủ ngồi rút nhạc luôn. Sau đó em lúc đó em cấp học 2 tiết học tụi em đi cắt tóc. Sau đó em vô học. Sau buổi học đấy là tổng kết luôn. Dạ không, kiểu cái đó là buổi chiều tối rồi. Cái em chạy về nhà mẹ em mua một cái cạc em hỏi. Em đi em dạy cho mẹ em là giờ con báo mẹ tin này, mẹ đừng sốc nha, mẹ đừng xíu nha. Nó là mẹ
hại đắm, chưa có ý thức được những cái hệ lụy ở sau những cái hành động của mình á. Nhưng khi mà làm cái là mọi người sẽ kiểu rất là shock. Nhưng mà khi mà ai hộ tống là sau lưng này? Dạ, cậu em. Và lý do tại sao cậu phải hộ tống em về? Dạ, cậu em sợ bố em đắm em, bố em bỏ. Vậy là cậu thương ha, gia đình cậu rất thương ha. Chưa biết. Em biết luôn. Cái này anh đoán thế nha. Biết luôn. Là mẹ đã tờ mờ nhận ra là em rất muốn là con trai. Dạ đúng. Chứ một người con gái nhưng nên nhận em thấy mình là người con gái mà em phải tóc tém thì bình thường. Thật ra mẹ đã biết ngay từ cái lúc mà mẹ nấu những cái đồ con trai rồi. Dạ, nhưng mà mẹ đó, mẹ em chưa biết. Dạ. Mẹ em biết từ cái lớp ngoài. Lúc đó em có điện thoại. Mẹ bố của em cho em xong cái em nhắn tin với một bạn nữ khác. Đợt đó em thì ngủ cái mẹ em mượn điện thoại em chơi game, cái đọc được tin nhắn đó. Giờ sáng hôm sau là cũng đó học tới. Giờ mẹ em biết từ hồi năm em học hiểu chính. Nhưng mà em biết không, một người mẹ mà người ta nhìn con mình nó từ nhỏ lớn và cái tính cách á, người ta sẽ biết được khi 5 tuổi rồi là 6 tuổi người ta sẽ biết được con mình như thế nào. Nên lúc đó chắc chắn của em và mẹ nó gần gần biết được em như thế nào. Rồi mẹ em cũng không nghĩ tới cái cảnh. Em cắt tóc như vậy đúng không? Rồi về cái nỗi sợ lớn nhất của cả gia đình em là bố em. Thì khi thấy này, cái đầu tóc của em, bố em phải như thế nào? Lúc đó mẹ em thương là thấy đồ em ướt thì mẹ em chạy vô phòng chốt cái gì để mẹ xuống mẹ nói chuyện với ba. Bà em đang nói bệnh, nó chạy tự nhiên bếp chạy lên đập cửa vô cây tí đánh em. Mẹ đánh nặng không? Đập của bố em, mắt em bị mấy đoạn đòn kiểu như bố em không kiềm chế được lắm nên là bố em tụt đầu lại đánh. Có là em trốn đi chơi với em trốn học đi chơi không biết bố em đánh em chẳng khỏi nữa. Trời ơi, nó làm dữ đi. Vậy hình ảnh nó nhỏ con lắm. Đấy là giống như quên kẹo. Rồi khi đó thì mẹ có giúp đỡ hay là mẹ cũng sợ cái cho mẹ vô kem vào lại. Rồi phản ứng của cái người mà hộ tống cậu đến có nghĩa là cái chuyện thường kiếp đã xảy ra rồi đó. Có cậu cho kem mở em bị đem giấu kéo giấu giấu vào kéo hóa cổ kéo vào giấu thước rồi vậy hả? Thế chị ơi, bố con chị ơi. Em nghĩ cho những cái chuyện mà kinh khủng hơn nữa. Rồi có ai làm cho cái công tác tư tưởng của bố để bố bớt giận không? Không. Kiểu có bố em rất là sâu nấu. Kiểu em xuống nhà bao lâu em ở một mình cũng nhanh, bố em cũng thương mình cũng nhanh, kiểu như có người ở bên ngoài như cái bố em được những cái từ đó thì sau bố em cũng vui vẻ.
Tôi sẽ thấy câu hỏi đấy nó là không hợp tình quý lắm. Tại vì cái việc thể hiện bản thân mình á, mình phải chịu trách nhiệm cho cả cái niềm vui của cả gia đình á, thì nó hơi nặng nề cho Hải Đăng, đúng không? Hải Đăng sẽ là người phải chịu trách nhiệm cho niềm vui và hạnh phúc của bản thân em trước, thì sau đấy thì em mới có thể giải tỏa được bản thân và góp phần xây dựng niềm vui của cả gia đình. Tại vì khi mà mình sống một gò bó với một cái thân xác mà mình không mong muốn á, cũng như là không tự tin với người ngoài thì mình rất là khó